nấu dầu dừa ăn cho cả nhà. Thì năm mẹ mới lấy dầu dừa nó nấu thôi, nó không nhiều dầu dừa mà. Chỉ 2 tuần thôi là đi tiểu đó là giữ lại được, chứ không có đi ra ngoài ngoài giường hay là đi tiêu á, là không có kịp đi vào về phòng vệ sinh nữa, tức là đại tiện tiểu tiện là đã giữ lại. Và từ đó trở đi không có năm nào đi vô nhà thương vì bệnh tim nữa, đó là ăn dầu dừa. Rồi Kim Tuyến bị làm nang suốt 10 mấy năm rồi, hai tay bị khao của thân, đau ghê lắm. Đau bình thường á là mình á là mình chịu, nhưng mà tới mình chỉ chữa, người Việt Nam mình á là cứ để nặng quá mới đi chữa. Thì cái lúc đó là hai tay bây giờ cầm một tí gì đó cũng đau, không có thể được. Thì lúc bây giờ biết dầu dừa đó nó chữa, mà tập tới cái lúc đó đó mới về nhà bó dầu dừa đó. Bác sĩ rút file dặn là dầu dừa đó khi mà mình để cho lúc nào cũng ẩm dầu dừa vào, để luôn cả đêm đó, hay cả ngày đó, thì nó càng mau hết. Cho nên đau quá mình về nhà nó mình làm thử thôi, là cuốn vô 5-6 lần để mà dầu dừa hâm ấm lên đổ vào cho nó đầy vào, nhíu ra luôn, xong rồi lấy cái ni lông đó bó lại.